giờ là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị, sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành cả nước nhằm đánh giá tình hình mở cửa trường học để học sinh, sinh viên tham gia học tập trực tiếp sau Tết Nguyên đán 2022 bằng giải pháp nhằm đảm bảo học sinh đến trường an toàn. Phía đầu cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân tham dự. Báo cáo từ hội nghị cho thấy, hiện cả nước có 9 tỉnh thành phố vẫn chưa cho trẻ mầm non học trực tiếp và 4 tỉnh thành phố chưa cho học sinh tiểu học học trực tiếp. Đối với bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học, hầu như học sinh đã quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết. Tổng học sinh tham gia học tập trực tiếp sau Tết Nguyên đán 2022 đạt tỷ lệ 93,71%, tương đương trên 21.000 học sinh. Từ đợt bùng phát dịch lần thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, toàn ngành ghi nhận trên 162.900 cán bộ, nhân viên, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên nhiễm COVID-19. Trong đó, trẻ em, học sinh, sinh viên, 135.244 em, chiếm trên 80%. Đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, một số địa phương có tỷ lệ giáo viên, học sinh nhiễm COVID-19 tăng mạnh như Hải Phòng, Hà Tĩnh, Nghệ An. Tình hình trên đã dẫn đến nhiều cơ sở giáo dục phải chuyển đổi hình thức dạy học trực tiếp kết hợp học trực tuyến vì phát hiện có ca F0 trong cán bộ giáo viên và học sinh. Tại hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiến nghị Chính phủ một số giải pháp như tiếp tục tổ chức kiểm tra đánh giá tình hình dạy học trực tiếp, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo đối với các tình huống phức tạp xảy ra, sửa đổi hướng dẫn ứng phó với các trường hợp F0, F1 trong trường học phù hợp với thực tiễn, xây dựng kế hoạch triển khai chương trình y tế trường học trong các cơ sở mầm non, phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025, tập trung việc rà soát sắp xếp đội ngũ nhân viên y tế trường học chuyên trách và kiêm nhiệm. Kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị cần đánh giá một cách toàn diện, khách quan, nguyên nhân dẫn đến số ca mắc mới COVID-19 trong trường học tăng cao và nhìn nhận rõ ràng hơn vấn đề mở cửa, đưa học sinh đến trường học tập trực tiếp chỉ là một trong số những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan, tiếp tục theo dõi, đánh giá kịp thời chỉ đạo các địa phương linh hoạt phương án, đảm bảo tốt điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, cũng như kịch bản ứng phó mọi tình huống xảy ra trong suốt quá trình học tập trực tiếp tại trường học, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận của xã hội đối với việc cho trẻ em mầm non học sinh đến trường đảm bảo an toàn. Vấn đề chuẩn bị kế hoạch tiêm ngừa vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi cũng được Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tại cuộc họp. Thực hiện quyết định số 142 và kế hoạch 147 ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam về thành lập đoàn giám sát và triển khai giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sáng nay, đoàn công tác do Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Dương Văn Phước làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại huyện Núi Thành. Tham dự trong đoàn công tác có chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thanh, Phó Bí thư tỉnh đoàn Đặng Thị Bảo Trinh. Trên lĩnh vực giải quyết khiếu nại tố cáo, trong 5 năm, toàn huyện đã tiếp nhận 4.003 đơn, trong đó đơn khiếu nại tố cáo 142 đơn trên 142 vụ, đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền. Phản ánh kiến nghị 3.861 đơn, đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền, 3.161 đơn trên 3.161 vụ. Các vụ việc chủ yếu tập trung ở nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi công dân thực hiện các quyền của người sử dụng đất, công nhận, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các dự án lớn trên địa bàn huyện. Về tiếp công dân, đã tiếp 4.884 lượt trên 4.398 vụ việc, nội dung khiếu nại, tố cáo liên quan chủ yếu đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Qua 5 năm trên địa bàn huyện, không có vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, đông người. Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn cũng gặp một số khó khăn do lượng đơn phát sinh lớn, nên việc xử lý đơn còn trễ hạn so với luật định, tình trạng né tránh trách nhiệm, hướng dẫn công dân không đúng quy định vẫn còn xảy ra. Chiều nay, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu, đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác phối hợp thực hiện Nghị định 03/2019 của Chính phủ giữa các lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 năm 2021.
Năm 2021, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhưng tại các lực lượng công an, quân sự biên phòng và vùng cảnh sát biển 2 đã phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác theo tinh thần Nghị định 03 của Chính phủ. Việc thực hiện quy chế phối hợp của các địa phương được triển khai đồng bộ, nghiêm túc và hiệu quả. Các lực lượng chức năng đã phát huy tốt vai trò tham mưu cấp ủy chính quyền, chỉ đạo phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các thế lực thù địch, các loại tội phạm, giải quyết kịp thời nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong phòng chống dịch COVID-19, các lực lượng đã thành lập 130 chốt kiểm soát, bố trí hơn 5.500 lượt cán bộ chiến sĩ, huy động gần 8.000 lượt lực lượng khác, điều tiết hướng dẫn hơn 60.000 lượt phương tiện, gần 100.000 lượt người từ các tỉnh phía Nam về các tỉnh phía Bắc qua địa bàn tỉnh, hướng dẫn thực hiện hơn 353.000 tờ khai phần mềm quản lý di biến động người ra vào từ vùng dịch. Trong năm qua, các lực lượng chức năng đã duy trì và thực hiện hiệu quả các mô hình hũ gạo vì người nghèo, hũ gạo tình thương, phong trào nuôi heo đất vì nghĩa tình biên giới hải đảo, tay kéo biên phòng, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, phòng độc biên giới, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Xuân tình nguyện Tết yêu thương, ngày hội bánh chưng vì người nghèo, cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân. Hội nghị cũng đã triển khai chương trình hành động của các lực lượng chức năng thực hiện Nghị định 03/2019 của Chính phủ năm 2022. Sáng nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu tham dự hội nghị. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Quảng Nam hiện đang quản lý gần 5.900 ha ke cao su tại 6 huyện và 18 xã miền núi của tỉnh, với 1.246 lao động. Đến hết ngày 31 tháng 12, công ty khai thác được gần 2.500 tấn mủ vượt kế hoạch đề ra. Xác định việc thu mua và gia công mủ là phương án để tăng sản lượng cho nhà máy chế biến, đồng thời giúp tăng thêm giá trị mủ của người dân. Nên ngay từ đầu năm, công ty triển khai thu mua mủ tiểu điền tại địa bàn Quảng Nam, đồng thời xây dựng phương án gia công mủ cho các đơn vị trong tập đoàn chưa có nhà máy chế biến. Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch được giao, nhưng hoạt động của công ty vẫn còn nhiều khó khăn cần khắc phục. Như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây chưa cao, nên nguồn vốn chưa huy động kịp thời, thâm hụt vốn dẫn đến công ty gặp khó trong việc triển khai sản xuất và kinh doanh. Vườn cây năm 2020 bị ảnh hưởng rất lớn bởi các cơn bão, làm giảm mức độ sinh trưởng và chất lượng. Cơ chế giao khoán trên diện tích đất trước đây của các hộ gia đình nhưng đến nay không còn phù hợp. Trong khi đó, nhiều năm liên tục giá cao su sụt giảm, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty không hiệu quả nên chưa chăm lo đầy đủ cho người lao động, chưa tạo động lực, thu hút người có trình độ, năng lực về làm việc cho công ty. Thưa quý vị, tại Quảng Nam, lâu nay bài toán sinh kế cho người dân lưu vực lòng hồ thủy điện vẫn chưa có lời giải thỏa đáng, bởi mỗi nhà máy thủy điện đều mạnh ai nấy làm, các chương trình hỗ trợ an sinh chưa căn cơ, thiếu tính bền vững. Để xây dựng một chương trình khung mang tính ổn định lâu dài, giúp hàng vạn đồng bào thiểu số có cuộc sống tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ, Quảng Nam đã và đang thí điểm một chương trình sinh kế mang tính bền vững ở 22 nhà máy thủy điện đang tham gia phát điện. Là một trong hơn 1.800 hộ dân nhường đất làm công trình thủy điện sông Tranh 2, gần 10 năm nay, ông Trần Thanh Tuân được ưu tiên hỗ trợ kinh phí ban đầu để nuôi cá lồng bè trong lòng hồ thủy điện, với gần 50 lồng cá các loại như diêu hồng, lan trình, đầu ra nội địa và xuất đi các địa phương trong nước ổn định. Cuộc sống của gia đình ông Tuân giờ đã tốt hơn so với nơi ở cũ. Mình nhà nuôi nhiều như vậy thì cứ tầm đầu năm thì mình lấy bột, thì mình nằm tỷ 6, tỷ 7 tiền bột. Thì cuối năm mình tính cá mình có tầm 2 tỷ thì có tầm lời 200, 250, 300 thì đó. Nếu cá nó động lại nhiều. Tại khu vực miền núi Quảng Nam, có đến 22 nhà máy thủy điện đang tham gia phát điện. Diện tích lòng hồ thủy điện lên đến hơn 20.000 ha mặt nước và có đến 10.000 ha đất nương rẫy hiệu quả canh tác kém hoặc không thể sản xuất được. Do đó, ngoài việc cung cấp giống cá để nuôi trồng thủy sản như cách làm của công ty thủy điện Sông Tranh, tỉnh Quảng Nam có chủ trương trồng dược liệu, phát triển du lịch. Những cái chủ trương mà trồng cây dược liệu xen canh những cái cây rừng thì chúng tôi hoàn toàn rất là ủng hộ, tại vì chúng tôi thấy là như thế thì nó sẽ mang lại nguồn nước tốt nhất cho lòng hồ, cũng như đây lợi ích chung của cộng đồng. Chúng tôi cũng mời gọi những cái doanh nghiệp mà làm du lịch sinh thái cùng phối hợp với thủy điện để du lịch trên lòng hồ, nhằm chuyển cái lao động trên miền núi, tăng cái thu nhập cho người dân. Để đảm bảo cho 22 nhà máy thủy điện tham gia đóng góp hơn 1,5 triệu MW vào nguồn điện năng quốc gia,
đã có hàng vạn hộ đồng bào thiểu số Quảng Nam tự nguyện di dời đến nơi ở mới, nuôi trồng thủy sản, trồng dược liệu, du lịch trên lòng hồ thủy điện. Kỳ vọng sẽ là hướng phát triển sinh kế bền vững, giúp cho đồng bào thiểu số ở lưu vực lòng hồ thủy điện không chỉ thoát nghèo mà còn làm giàu trên vùng đất mới. Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, trong không khí rộn ràng đầu xuân Nhâm Dần 2022, hôm qua tại bãi biển Hà Quang, làng Hà Lộc, xã Tâm Tiến, huyện Núi Thành đã tổ chức lễ hội cầu ngư đầu năm. Mặc dù trời mưa lất phất, nhưng ngay từ sáng sớm, các vị cao niên làng Hà Lộc trong trang phục truyền thống chỉnh tề đến nơi hành lễ dâng hương hoa và lễ vật cúng thần Nam Hải, thực hiện các nghi thức cầu ngư, cầu cho mưa thuận, gió hòa, trời yên biển lặng, tôm cá đại quang. Lễ hội cầu ngư năm nay tại làng Hà Lộc có đội hát bả trạo đến từ phường Cửa Đại, thành phố Hội An, hát múa các điệu chèo truyền thống gồm cúng thần Nam Hải, cầu ngư, cúng âm linh chiến sĩ và biểu diễn tượng trưng các thao tác bủa lưới, câu cá của ngư dân ven biển. Với tinh thần phòng chống dịch bệnh COVID-19, bà con ngư dân làng biển Hà Lộc cùng lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin huyện Núi Thành và lãnh đạo xã Tam Tiến, đại diện các doanh nghiệp, người con xa quê về dự lễ cầu ngư, thực hiện nghiêm túc các biện pháp 5K. Lễ hội cầu ngư là một lễ hội đặc sắc của ngư dân vùng biển, vừa thể hiện yếu tố tâm linh, vừa tạo nên tinh thần gắn kết cộng đồng. Lễ hội giúp bà con ngư dân đoàn kết nhau hơn trong cuộc sống thường ngày và trong đánh bắt hải sản trên biển. Qua lễ hội cầu ngư, bà con ngư dân làng Hà Lộc, xã Tâm Tiến phấn khởi bước vào vụ khai thác hải sản mới với niềm tin mưa thuận, gió hòa, trời yên biển lặng, tôm cá đại quang như mong muốn từ lễ hội cầu ngư đầu xuân Nhâm Dần 2022. Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh sẽ được khai mạc vào tối ngày 25 tháng 3 tại đảo Ký ức Hội An, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An. Đây sẽ là cơ hội để giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử, tài nguyên, sản phẩm du lịch, thúc đẩy phục hồi phát triển ngành du lịch của cả nước nói chung và Quảng Nam nói riêng hậu COVID-19. Các chương trình, hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia Quảng Nam 2022 sẽ diễn ra trên phạm vi toàn quốc, trong đó bám sát chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh. Mỗi hoạt động tổ chức cần đảm bảo tiêu chí bền vững, ưu tiên các hoạt động có tính chất điểm nhấn, hấp dẫn, có sức lan tỏa rộng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức đối với phát triển du lịch bền vững, du lịch xanh. Hội nạn nhân giáo dục Gia Cam huyện Quế Sơn và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức bàn giao hai nhà nhân ái cho người dân bị phơi nhiễm chất độc Gia Cam có hoàn cảnh khó khăn. Hai hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở gồm hộ ông Nguyễn Văn Sơn ở xã Quế Thuận và hộ ông Hoàng Văn Tình ở xã Quế Minh. Mỗi hộ được nhận 50 triệu đồng từ sự hỗ trợ của Hội đồng Hòa bình Hữu nghị Nhật Việt, tỉnh Saitama, Nhật Bản. Cả hai ngôi nhà được xây mới theo tiêu chuẩn cấp 4, gồm phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh, nền nhà được lát gạch men. Được biết, ông Nguyễn Văn Sơn và ông Hoàng Văn Tình là hội viên hội nạn nhân chất độc da cam thường xuyên đau ốm, có nhà ở xuống cấp nhưng vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không đủ khả năng sửa chữa. Sáng nay tại Trung tâm Y tế huyện Nam Giang, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Nam Giang phối hợp với Khoa huyết học và truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2022. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tất cả thành viên ban tổ chức và người tham gia hiến máu đều được test nhanh kháng nguyên COVID-19, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang. Nhờ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nên đã có hơn 300 đoàn viên thanh niên và cán bộ chiến sĩ, giáo viên ở các cơ quan, đơn vị trường học và các xã thị trấn trong huyện tham gia hiến máu. Kết quả đã tiếp nhận được 237 đơn vị máu, bổ sung vào ngân hàng máu sạch của tỉnh để phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Đây là một nghĩa cử cao đẹp của đoàn viên thanh niên và cán bộ giáo viên trong huyện, góp phần giúp đỡ người bệnh trong công tác điều trị, nhất là các trường hợp bệnh nặng, phẫu thuật cần nhiều máu. Thưa quý vị, từ bao đời nay, hơn 6.000 ha đất với 238 hộ dân Ca Dông thuộc sự quản lý của huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Thế nhưng, việc vẽ bản đồ 364 theo chỉ thị 364 ngày 6 tháng 11 năm 1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ, đã đẩy đất đai con người từ phía tỉnh Quảng Nam thuộc về tỉnh Kon Tum. Từ vướng mắc trên, lãnh đạo hai tỉnh đã nhiều lần họp bàn tìm hướng giải quyết, nhưng đến nay chưa tìm ra được tiếng nói chung.
Đi bộ là cách duy nhất để đến được với thôn 3 xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My. Ông Nguyễn Xuân Bốn, nguyên bí thư đảng ủy xã Trà Vinh. Ông sinh ra và lớn lên tại làng này. Giấy tờ tùy thân, hộ khẩu và cả chế độ chính sách cũng do tỉnh Quảng Nam cấp. Bà con sống ở đây nhiều đời, từ văn hóa truyền thống đến lịch sử của vùng đất này đều thuộc tỉnh Quảng Nam quản lý. Thế nhưng theo bản đồ 364 năm 1991, hơn 6.000 ha đất do xã Trà Vinh quản lý giờ đã thuộc địa phận xã Đắc Nên, huyện Kon Pon, tỉnh Kon Tum, khiến bà con nhân dân, trong đó có ông Bốn, không đồng tình. Từ thời ông gia ông cụ trước đây cũng là quê hương Quảng Nam, không phải là Kon Tum. Nói chung không nhận là ý bố tất cả bà con ở dân làng ở đây, thành bà là họ cũng không có hy vọng mà nói về Kon Tum. Bản đồ 364 mới nghe thuộc đất Kon Tum, thì còn từ bao đời trước đây là cũng về Quảng Nam, trước năm 1945 thì cũng là thuộc về Quảng Nam hết. Ông cha ta họ trước đây họ quản lý bảo vệ các khu vực này á, mà hồi chiến tranh á, cũng từ người cán bộ Quảng Nam lên bảo vệ và quản lý khu vực này. Do chồng lớn về địa giới hành chính nên việc đầu tư cơ sở vật chất cho người dân thôn 3 xã Trà Vinh cũng rất hạn chế. Giao thông chưa được đầu tư, trường lớp tạm bợ, điện và hệ thống thông tin liên lạc vẫn chưa về đến làng. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân còn khó khăn. Người dân ở đây mong muốn chính quyền tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon Tum giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp địa giới hành chính, tôn trọng nguyện vọng chính đáng và truyền thống văn hóa của người dân. Đã qua 3 lần là trưng cầu ý kiến của dân dân, là có phiếu, có biên bản cụ thể là về việc là bên Kon Tum là muốn là dân dân sắp nhập bên Kon Tum, xã Đắc Nên, huyện Cam Long, tỉnh Kon Tum. Nhưng mà vì dân dân là không đồng ý, không đồng tình. Đời sống của bà con từ bao đời rồi, sự hy sinh của bà con là cái văn hóa của bà con. Văn hóa đây là thứ nhất là cái đất mồ mả của bà con, rừng núi của bà con, nơi chôn cắt rốn của những nơi đây. Cũng mong cấp có thẩm quyền làm như thế nào đó, điều chỉnh lại cái địa giới hành chính theo cái ranh giới lịch sử truyền thống trước đây, người dân đã sinh sống lâu đời, để người dân ổn định cuộc sống, tránh cái việc tranh chấp sau này. Chúng ta nên tôn trọng theo ý nguyện của người dân. Xét cho cùng thì bà con đều là công dân Việt Nam, sống trên lãnh thổ Việt Nam. Địa giới, ranh giới, các địa phương chỉ mang tính hành chính. Do không tìm được tiếng nói chung trong việc giải quyết vướng mắc nêu trên, nên mới đây tỉnh Quảng Nam đã báo cáo vụ việc này với Bộ Nội vụ và đề xuất Thủ tướng Chính phủ chủ trì giải quyết vụ việc. Chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.